24. Bài toán này bài toán về giao thoa đấy. Cách nhau 8. F bằng 100 Hz. V bằng 0,8 S trên dây. Suy ra lambda bằng mấy? Lambda bằng mấy? Tám mươi chia 100 đúng không? Là bằng 0,8 cm. Gõ nhẹ cần dung thì hai điểm F1-F2 dao động phương thẳng đứng có dạng. Biết phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều F1-F2 một khoảng D bằng 8 cm là UM bằng này. Điểm M này, cách đây một khoảng 8 này, thì UM có dạng là 2A nhân cốt của PT trừ đi 20 pi. Hãy tìm trên đường trung trực của F1-F2 hai điểm M1 và M2 gần M nhất dao động cùng pha với M. Được chưa? Người ta hỏi là tìm trên cái đoạn này hai điểm M1 M2 gần M nhất và dao động cùng pha với M, đúng không? Bây giờ nhá, mình giả sử một điểm bất kỳ nằm trên trung trực thỏa mãn điều kiện đấy, được chưa? Ví dụ giả sử điểm P nhá, chưa biết là P trên hay P dưới nhá, giả sử điểm P này là điểm thỏa mãn điều kiện bài toán, tức là điểm P này làm sao dao động cùng pha với điểm M ấy gì? Thì khi đó điểm P ấy sẽ cách S1 một khoảng D và cũng cách S2 một khoảng D. Được chưa? Bây giờ mình phải sử dụng dữ kiện là M và P dao động cùng pha với nhau đúng không? Thì muốn sử dụng dữ kiện đấy thì ta phải có phương trình của điểm P. Được chưa? Bởi vì có phương trình của điểm M rồi mà. Thì dùng phương trình đấy ta sẽ suy ra độ lệch pha của nó đúng không? Độ lệch pha thì muốn M và P cùng pha với nhau thì độ lệch pha phải bằng K2P. Hiểu tư tưởng không? Độ lệch pha bằng K2P thì ta sẽ tính được D K. Đúng chưa? Tính được D theo K rồi này. Bây giờ tiếp này, muốn cái điểm P này mà gần M nhất ấy thì cái đoạn OP này phải làm sao? Lớn đúng không? Lớn là một, và thứ hai nó phải gần M nhất. Đấy, thì ta sẽ lập luận để xem K bằng bao nhiêu, từ đó tính được D. Đúng không? Tính được D ấy, thì có S1 không rồi, thì ta sẽ tính được đoạn OP. Đúng không? Tính được đoạn OP xong ấy, thì ta sẽ tính được đoạn MP. Đúng không? Là tìm được một điểm. Điểm thứ hai là nằm bên trên này này. Đấy, hiểu tư tưởng chưa? Như vậy bây giờ mình phải viết gì? Phương trình của UP đã. UP bằng, vì hai nguồn này cùng pha ấy, mà D này nó như nhau ấy, thì ta sẽ viết nhanh luôn nhá. 2A nhân cốt omega T trừ 2P D trên lambda. Có hiểu không nhỉ? Số 2 này là bởi vì là phương trình sóng tại P do S1 truyền tới là cái này đúng không? Phương trình sóng tại P do S2 chuyển tới cũng là cái này. Đúng không? Cộng vào sẽ thành hai lần. Đúng chưa? Vì điểm M dao động làm sao? Cùng pha với điểm P ấy gì? Đúng không? Theo đề bài mà người ta yêu cầu cùng pha đúng không? Thì ta sẽ có là gì? Delta phi sẽ bằng này. Lấy cái này trừ cái này đi là 2PD trên lambda trừ 20P phải bằng gì? Hả? Phải bằng K2P. Đúng chưa? Từ
Từ đó em sẽ tính được D sẽ bằng, chuyển sang chia 2 xuống như vậy là 10 lambda này cộng với K lambda. Hiểu không? Đúng không? Bây giờ em xem nhé, em lập luận như nào. Em nhìn này, điểm mà gần M nhất ấy thì ứng với cái D này sẽ nhỏ hơn 8 đúng không? Đúng không? D nhỏ hơn 8 thì ta sẽ được một tập giá trị của K, nhưng mà ta sẽ lấy giá trị của K làm sao? Lớn nhất. Đấy nhá. D mà nhỏ hơn 8 ấy thì ta sẽ có một tập giá trị của K là gì? Thì có phải K càng lớn thì cái điểm P này càng gần M không? Đúng không? Đấy thì ta sẽ lấy cái giá trị của K mà lớn nhất. Tiếp theo này, điểm P này có thể dịch lên trên đây đúng không? Đúng không? Tương ứng với trường hợp D mà lớn hơn 8 thì ta sẽ lấy gì? K nhỏ nhất. Hiểu không? Rồi ok. Như vậy xem này, trường hợp 1 là D lớn hơn 8 đi, suy ra 10 lambda cộng K lambda lớn hơn 8, suy ra K sẽ lớn hơn 8 trừ đi 10 nhân 0,8 chia cho 0,8. K này lớn hơn mấy? K lớn 0 đúng không? K mà lớn hơn 0 ấy mà lấy nhỏ nhất đúng không? Thì phải là K bằng mấy? K bằng 1 đúng không? Như vậy suy ra để mà gần nhất ấy, để gần nhất này thì suy ra K nguyên phải bằng 1, đúng chưa? Lúc đấy D của mình bằng, thay K 1 vào đây, như vậy 10 lambda cộng với lambda là bằng 8,8 cm, thế gì? Đúng không? 8,8 cm. Tức là lúc đấy nó như thế này này. Đoạn này bằng 8,8 này. Hiểu không? Đoạn này bằng 8,8 thì em có tính được đoạn này không? Tính được đúng không? Bởi vì S1, S2 người ta cho bằng mấy? S1, S2 bằng 8. Như vậy đây sẽ là gì? 4. Như vậy thì gọi đây là điểm P phẩy đi. Được chưa? Thì ta sẽ có là gì? Ta sẽ có là OP phẩy sẽ bằng căn của 8,8 bình trừ đi 4 bình bằng mấy? 16 căn 6 trên 5 đúng không? Đúng không? Cái mình cần tính là gì? P'M đúng không? Có OM chưa? Có rồi. OM thì bằng gì? Căn của 8 bình trừ 4 bình tính xem bằng bao nhiêu? Bốn căn ba đúng không? Như vậy OM bằng 4 căn 3. Như vậy suy ra cái đoạn P'M sẽ bằng gì? 16 căn 6 trên 5 trừ 4 căn 3 xấp xỉ mấy? 0,91. Hiểu chưa? Đấy là trường hợp gì? Thứ nhất. Trường hợp thứ hai là gì? D làm sao? Nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 8 đúng không? Nhỏ hơn 8 tức là K làm sao? K nhỏ hơn 0 đúng không? K nhỏ hơn 0 thì ta sẽ lấy giá trị mấy? Đây này, K nhỏ hơn 0 là ứng với trường hợp này này. Thì ta sẽ lấy giá trị mấy để nó gần nhất? Âm 1 đúng chưa? Đấy. Trường hợp 2 này, D nhỏ hơn 8 cm, suy ra K nhỏ hơn 0 để gần M nhất thì K bằng -1. K bằng -1 thì suy ra D lúc đấy của mình sẽ bằng 10 nhân với 0,8 trừ đi
0,8 bằng 7,2 đúng không? Đúng chưa? Hả? Từ đó em sẽ chia được OP bằng gì? OP bằng căn của 7,2 bình trừ 4 bình bằng mấy? Bao nhiêu? 8 căn 14 trên 5 đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì suy ra cái đoạn MP sẽ bằng gì? Sẽ bằng 4 căn 3 này, tức là OM đấy, trừ đi OP là 8 căn 14 trên 5 bằng mấy? Không phải mấy? Đáp án là gì? Có hiểu không? Bây giờ trước tiên em phải xử lý được cái dữ kiện này đã. Xem cái dữ kiện này cho cái gì? M1 và M2 là hai điểm trên một elip nhận AB làm tiêu điểm. Thì theo định nghĩa elip ấy, thì em sẽ có M1A cộng M1B bằng 2A. Định nghĩa elip, elip x bình trên A bình cộng y bình trên b bình bằng 1 ấy. Thì cái M1A cộng M1B bằng 2A với AB là tiêu điểm. Được chưa? Đây là định nghĩa elip học hồi lớp 10. Mặt khác, điểm M2 cũng thuộc elip đúng không? Nên ta cũng có là M2A cộng M2B bằng 2A. Đúng chưa? Tức là M1A cộng M1B bằng M2A cộng M2B. Rồi, các em biết cái này có cái gì không? Nhìn nhá. Bây giờ UA bằng này, UB bằng này. Em có hiệu khoảng cách AM1 trừ BM1, AM2 trừ BM2. Thì em có viết được biểu thức của UM1 và UM2 không? Có. Nhìn nhá. UM1 bằng này A nhân cốt 20 pi t trừ 2 pi nhân AM1 trên lambda. Đây là phương trình sóng tại M1 do nguồn A truyền tới. Hiểu không? Đúng không? M1 cách một khoảng là AM1 mà. Cộng với A này nhân cốt 20 pi t trừ 2 pi nhân AM2 à nhầm BM1 trên lambda. Đây là phương trình sóng tại M1 do B truyền đến. Đấy chưa? Cộng lượng giáp, cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt. Cốt hiệu trên 2 cộng cốt tổng trên 2. 2A nhân cốt hiệu trên 2 nhá. Thì lấy cái này trừ cái này trên 2. Như vậy cốt của gì? Em nhìn này, lấy cái này trừ đi cái này chia cho 2 thì còn là gì? Pi trên lambda nhân BM1 trừ AM1 nhân với gì? Cốt cái này cộng cái này trên 2. Như vậy là 20 pi t trừ này trừ pi trên lambda nhân AM1 cộng BM1. Đúng không? Đây là phương trình sóng tại M1 nhé. Phương trình sóng tại M2 thì cái này thay bằng M2 thôi. Em hiểu chưa? Đúng không? Thay bằng M2. Mặt khác, M1A cộng M1B bằng M2A cộng M2B đúng không? Thế nên là cái này của hai cái nó làm sao? Giống hệt nhau. Đây nhá.
cái này bằng cái này nên có phải là hai cái cốt này bằng nhau không? Hả? Nên nếu em lập tỉ số có phải em mất đi được không? Đúng không? Suy ra này, UM1 trên UM2 chỉ còn lại cái cốt này trên cái cốt này thôi, đúng không? Hiểu chưa? Bằng cốt của pi trên lambda nhân với BM1 trừ AM1 bằng mấy? BM1 trừ AM1 bằng -1 nhân -1 trên cốt BM2 trừ AM2 bằng -3.5 pi trên lambda mấy, thay luôn đi. Lambda mấy em? V bằng 30 này, như vậy. Hả? Ừ, lambda bằng 3, như vậy thay luôn 3 nhá. Đây là -3.5 trên 3. Cái này em tính bằng bao nhiêu? Cốt này chia cốt này bao nhiêu? Hả? Trừ gì? Ừ, trừ cả 3 trên 3. Đúng chưa? Khi mà mình lập tỉ số này ấy, mình mất được cái này, tức là mất được cả T này này. Tức là cái biểu thức cuối cùng của mình ấy đúng với mọi giá trị của gì? Đúng với mọi giá trị của T. Đúng không? Bây giờ người ta bảo tại thời điểm T thì M1 có ly độ là -3. Như vậy em thay UM1 bằng -3 vào đây thì em sẽ tính được UM2. Đúng không? Thì đó suy ra UM2 bằng 3/3. Được chưa? Có thắc mắc gì không? Thôi, hôm nay tạm nghỉ ở đây nhá. Các bài còn lại sẽ giải bằng PDF, được chưa? Hoặc là sẽ tự quay rồi sẽ tự up lên. Đáp án nhá, đọc đáp án thôi nhá. Để cho các bạn về mà đọc. Câu 26C, 27B, 28D, 29C, 30C, 31A, 32 bò B đấy, 33C, 34A, 35D, 36A, 37C, 38D, 39 bò, 40C, 41C, 42 bò, 43C, 44C, 45 bò. Rồi, hẹn gặp lại các em vào buổi sau. Buổi sau chắc là chúng ta sẽ học vào chủ nhật. Đấy chưa nhá. Nhìn áo anh đẹp không? No smoking. Sáng anh đi cái meeting kỷ niệm ngày tức là phát động không hút thuốc lá. Đấy, thế được tặng cái áo này. Anh cũng phát động luôn với các em là không nên hút thuốc nhé. Không hút thuốc, thứ nhất là lợi cho sức khỏe bản thân, thứ hai là lợi cho gia đình, và thứ ba là lợi cho xã hội. Rồi, bây giờ chữa nốt cái phần ra qua sóng một cái tờ buổi 1 nhé. Người ta hỏi là tìm số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm Y của đoạn AB. Thì muốn tìm được số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm Y của đoạn AB ấy, thì các em giả sử một điểm M này
thuộc đoạn AB và thỏa mãn cái điều kiện này, đúng không? Sau đó mình tìm điều kiện để điểm M này thỏa mãn điều kiện này, và mình tìm xem có bao nhiêu điểm M giống như điểm M này trên cái đoạn AB. Được chưa? Ở bài toán này nó liên quan đến ngược pha với trung điểm Y của đoạn AB. Như vậy chắc chắn mình phải dùng cái biểu thức của độ lệch pha giữa Y và M. Các em hiểu không nhỉ? Muốn dùng được độ lệch pha giữa Y và M thì các em phải viết được biểu thức phương trình sóng tại Y và viết biểu thức phương trình sóng tại M, xong rồi cho nó lệch pha với nhau. Bây giờ cụ thể này, phương sóng tại trung điểm Y do AB truyền tới là UI sẽ bằng này UIA cộng UIB, đúng không? Trong đó UIA là phương trình sóng tại Y do A truyền tới, UIB là phương trình sóng tại Y do B truyền tới, thì sẽ bằng này A nhân cos 100 pi t trừ đi 2 pi nhân AI trên lambda cộng A nhân cos 100 pi t trừ 2 pi nhân BI trên lambda. Vì Y là trung điểm nên AI bằng BI, đúng không? AI bằng BI, như vậy thì hai cái biểu thức này giống hệt nhau. Như vậy mình có thể cộng nó thành hai lần cos của 100 pi t này trừ đi, em xem này, hai lần AI bằng hai lần IB bằng AB, đúng không? Như vậy ở đây em sẽ viết là AB pi này nhân AB trên lambda, được chưa nhỉ? Đây là phương trình sóng tại Y do hai nguồn truyền tới, bây giờ phương trình sóng tại M do hai nguồn truyền tới, đây là D1, đây là D2. Thì phương trình sóng tại M do hai nguồn truyền tới sẽ là A này nhân cos 100 pi t trừ 2 pi D1 trên lambda cộng A nhân cos 100 pi t trừ 2 pi D2 trên lambda sẽ bằng, cái này là cộng lượng giác mà thôi, 2A nhân cos, xem hiểu chưa nhé? Cái này trừ cái này không chia cho 2, như vậy còn pi này nhân D2 trừ D1 trên lambda nhân cos, cái này cộng với cái này chia cho 2, như vậy thành 100 pi t này trừ đi pi nhân D1 cộng D2 trên lambda. Đến đây các em nào thắc mắc gì không? Không có gì đúng không? Bây giờ các em xem này, đề bài người ta hỏi là tìm số điểm dao động biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm Y của đoạn AB. Thì bây giờ em để ý đến pha của Y này, pha của Y là cái này đúng không? Pha của điểm M này là cái này. Hai cái này làm sao giống nhau đúng không? Bởi D1 cộng D2 bằng gì? Bằng AB, đúng chưa? Như vậy pha của hai thằng này giống nhau, người ta yêu cầu là phải ngược pha, đúng không? Đúng không? Như vậy thì nó phải phụ thuộc vào cái cốt này này. Nếu mà cốt này dương thì không được, đúng không? Nếu cốt này dương cái thì hai cái thằng này nó cùng pha ngay, đúng chưa? Vậy cốt này phải âm, đúng không? Cốt này phải âm, mặt khác nó phải thỏa mãn là dao động với biên độ cực đại, đúng không? Dao động biên độ cực đại tức là UM này phải dao động biên độ cực đại. Tức là muốn đấy nhá, điều kiện để nó dao động biên độ cực đại là cái cos này bằng 1 đi, đúng không? Nhưng mà cái cos này phải âm để cho hai thằng này ngược pha nhau ấy. Thì cái cos này phải bằng mấy? Cos này phải bằng -1. Các em hiểu không nhỉ? Có hiểu không? Đấy, bởi vì bằng -1 ấy thì em sẽ có một dấu trừ ở đây, thì em sẽ cho nó thành tổng pi, tức là ngược pha với nhau nhé. Như vậy điều kiện là gì?
Điều kiện là cos của pi nhân d2 trừ d1 trên lambda phải bằng trừ 1. Thì khi mà nó bằng trừ 1 ấy, thì nó sẽ thỏa mãn hai cái điều kiện này. Đúng không? Đấy. Cái này bằng trừ 1 thì tương đương sang d2 trừ d1 sẽ bằng pi cộng k2pi, đúng không? Pi cộng k2pi. Đây, pi nhân d2 trừ d1 trên lambda sẽ bằng pi cộng k2pi. Tức là d2 trừ d1 bằng chia cả hai vế cho pi này, xong nhân lambda lên. Như vậy là lambda cộng 2 lambda nhân với k. Được chưa? Như vậy đây chính là điều kiện để cái điểm M đấy giao động với biên độ cực đại và ngược pha với điểm Y. Được chưa? Ứng với mỗi giá trị của k này này thì ta sẽ có một điểm M, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ tìm xem có bao nhiêu giá trị của k thì có bấy nhiêu điểm M, đúng không? Tức là có bấy nhiêu điểm thỏa mãn đồng thời hai điều kiện kia. Được chưa nhỉ? Bây giờ nhá, d2 từ d1 bằng lambda cộng 2k lambda. Lambda mình có tính được không? Lambda bằng mấy? V mà 0,5 m trên giây nhá thì là bằng 50 cm trên giây này. Như vậy suy ra lambda sẽ bằng, ở đây s bằng 50, lambda bằng v trên s, như vậy lambda bằng 1 cm. Từ đó ta có d2 trừ d1 bằng 1 cộng 2k. Được chưa? Bây giờ mình tìm khoảng chặn của d2 trừ d1. Em xem này, khi mà m dần đến a ấy, chú ý là không được trùng với a đâu nhé. Mình không cho trùng với nguồn được. M dần đến a thì d1 dần tới mấy? Tới 0 đúng không? D1 tới 0 và d2 dần tới ab đúng không? Như vậy thì cái d2 trừ d1 sẽ dần tới gì? Sẽ tới ab. Được chưa? Tương tự ta sẽ cho m, bởi vì m chạy trong khoảng này mà, nên nó có thể dần sát tới a hoặc là dần sát tới b. Cho m tiến đến b thì ta sẽ có d1 tiến đến gì? Tiến đến ab. Và d2 tiến đến 0, chú ý là không được cho trùng đâu nhá. Tức là d2 trừ d1 sẽ tiến đến trừ ab, đúng không? Được chưa? Do đó cái d2 trừ d1 này sẽ lớn hơn trừ ab và nhỏ hơn ab. Thì là d2 trừ d1 tức là 1 cộng 2k sẽ nhỏ hơn ab và sẽ lớn hơn trừ ab. Có hiểu không? Đấy. Sau đó em thay AB là AB, AB ở đây là 12,5. Như vậy em sẽ tìm được K này, sẽ nhỏ hơn này. 12,5 trừ 1 chia 2, 11,5 chia 2 là bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Không, ở đây thôi. 11,5 chia 2 bằng mấy? 5,75. Trừ 12,5, trừ 1 là trừ 13,5, chia 2 là trừ bao nhiêu? Trừ 6,75. Thì như vậy có bao nhiêu giá trị của k? 6 này cộng 5 cộng 1, 12 giá trị. Được chưa nhỉ? Vận tốc truyền sóng là 600 cm/s. Như vậy suy ra lambda bằng mấy? Ta làm bao nhiêu? 12 cm. Đấy. Bây giờ thay nguồn F1 F2 của em đây. T trung trực, T điểm O. Bây giờ người ta hỏi là điểm M nằm trên trung trực giao động ngược pha với điểm O, cách điểm O một khoảng ngắn nhất là bao nhiêu? Thì liên quan đến ngược pha ấy, thì chúng ta lại phải làm sao? Viết phương trình tại M và O, đúng không? Sau đó xét độ lệch pha.
cho nó nửa pha rồi sẽ tìm được thôi. Em nhìn này, để cái đoạn MO này nhỏ nhất đấy thì cái đoạn làm sao D này phải nhỏ nhất, đúng không? Như vậy mình sẽ tìm điều kiện để cái đoạn D này nhỏ nhất. UM bằng này UAM với lại UBM bằng hai nguồn này, hai nguồn cùng pha và pha ban đầu bằng 0. Như vậy sóng truyền đến M sẽ có dạng là A này nhân cos này omega t này trừ 2 πd trên lambda này cộng này UBM cũng giống hệ thế đúng không? Đúng không? Bởi vì là d như nhau mà. Như vậy viết luôn thành 2 nhé. Có kịp không? Rồi. Tiếp UO tương tự S1O bằng S2O. Như vậy UO sẽ bằng 2A nhân cos của omega T trừ 2P nhân S1O trên lambda. Thấy chưa? Vì điểm M phải ngược pha với điểm O nên độ lệch pha của hai thằng này phải bằng pi cộng K2pi. Được chưa? Độ lệch pha delta phi này, lấy phi này trừ phi này đi. Thực ra là lấy cái này trừ cái này cũng được, nhưng ở đây anh sẽ lấy cái này trừ cái này để cho cái 2pd này nó dương ấy, mình dễ xét hơn. Có hiểu không? Lấy pha của thằng này trừ thằng này thì được cái này này. Đấy, để nó ngược pha ấy, thì cái này phải bằng pi cộng K2pi tương đương D sẽ bằng chia cả hai vế cho 2pi này, ông nhân lambda lên này thì ta sẽ có là gì? S1O bằng S1O này cộng lambda trên 2 cộng K lambda, đúng không? Đấy, bây giờ các em xem nhé, MO nhỏ nhất kiểu khi D nhỏ nhất. Như vậy ta phải tìm giá trị của K sao cho D này nhỏ nhất, đúng không? Đúng không? Như vậy bây giờ mình phải tìm K sao cho D này nhỏ nhất. Thì em xem này, để tìm được K nhỏ nhất thì ta làm như sau này. Vì M không trùng với O, như vậy cái đoạn D này luôn lớn hơn đoạn S1O, đúng không? Đúng không? D luôn lớn hơn S1O. D mà lớn hơn S1O thì tức là suy ra D bằng cái này nhé, mà lớn hơn S1O ấy thì tức là cái lambda chia 2 cộng K lambda này phải làm sao? Lớn hơn không? Lambda chia 2 cộng K lambda phải lớn hơn không? Tức là K phải lớn hơn bao nhiêu? K lớn mấy? Trừ 1/2 đúng không? K nguyên, K lớn hơn trừ 1/2, K nguyên và K phải nhỏ nhất thì K bằng mấy? K bằng 0 đúng không? Suy ra K min bằng 0. K min bằng 0 thì suy ra D min sẽ bằng S1O cộng với lại lambda trên 2 bằng S1O là bằng 15. Lambda bằng 12, lambda trên 2 như vậy là 15 cộng với lại 6 là bằng 21. Đấy, từ đó ta sẽ chia được OM min bằng căn của 21 bình trừ đi 15 bình bao nhiêu? 6 căn 6. Đáp án là B. Được chưa? Bây giờ em xem này, S1 S2, hai nguồn này cùng pha. Cùng pha thì trung trực là cực đại nhé. Trung trực là cực đại. À chết, đây là AB. Người ta bảo này, MN bằng 4, A
ADMN là hình thang cân lá đa một, để MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích ABMN mắc vào bao nhiêu? Bây giờ vu vơ một đoạn MN nhé. Được chưa? Bây giờ xem này. Để trên MN có 5 điểm dao động biên độ cực đại ấy thì nhìn nhá. Đây là một điểm rồi đúng không? 2 điểm. 3 điểm. 4 điểm. 5 điểm. Được chưa? Đây có phải 5 điểm không? 5 điểm, nhưng đề bài người ta lại bảo là gì? Đề bài người ta bảo là diện tích ABNM phải lớn nhất. Đúng không? Thì em xem nhé. Em xem, em biết diện tích lớn nhất khi nào không? Diện tích hình thang thì bằng gì? Đáy lớn, đáy bé, ta đem cộng vào, rồi đem lên với chiều cao O đi, Y đi, chia đôi, lấy nửa thế nào cũng ra. Thì em xem nhé, cái diện tích này AB nó không đổi này, MN và OI, nếu mà MN dịch lên dịch xuống thì MN và OI thay đổi đúng không? Bây giờ xem nhé, em dịch MN lên ấy thì có phải là nó sẽ thế nhá, từ cái điểm cắt này này càng gần về M hơn đúng không? Đúng không? Thì khi đó cái đoạn MN của mình làm sao? Nó được dặn, nó được thế nào nhỉ? Đoạn MN vẫn thế nhưng mà chiều cao của mình nó tăng lên đúng không? Đúng không? MN vẫn thế, quên mất. Ở đây nó chỉ phụ thuộc vào OI thôi. Để diện tích lớn nhất ấy, thì cái OI này phải lớn nhất. Thế em xem nhé, em dịch cái đoạn MN lên trên này, cứ lên trên nữa này, đến khi nào mà điểm N này trùng đúng với gì cái cực đại này thì diện tích là lớn nhất, đúng không? Có hiểu không đấy? Đấy, như vậy điều kiện để diện tích lớn nhất là gì? F max khi về chỉ khi OI max, OI max khi về chỉ khi M phải N thuộc cực đại bậc mấy? Bậc mấy? Bậc 2, đúng không? Đây này, nếu mà có cái phấn vàng vẽ ra thì các em sẽ nhìn rõ hơn. Các em xem nhé. Đây, đặt MN ở đây, mắt này. Nếu mà phấn vàng thì các em nhìn nó đỡ rối hình hơn. Đúng chưa? Này, khi mà M thuộc đúng cái cực đại này này, chứ nó không phải nằm chơi vơ ở đây nữa, mà M thuộc đúng cực đại này thì có phải cái đoạn OI của mình càng cao không? Đúng chưa? Thì có phải lúc đấy diện tích mình càng lớn không? Và khi mà đạt đúng đây này, nó không thể cao lên lên thêm được nữa, bởi vì MN luôn thỏa mãn là trên MN phải có đúng 5 điểm dao động biên độ cực đại. Được chưa? Như vậy để diện tích max thì MN phải thuộc cực đại bậc 2. Được chưa nhỉ? Đấy, MN thuộc cực đại bậc 2 thì các em có tính được diện tích hình thang không? Bây giờ em cần tính mỗi OI thôi thì đúng không? Em có MN thuộc cực đại bậc 2 thì tức là em có AM này trừ đi MB bằng cực đại bậc 2, tức là 2 nhân lambda AM trừ MB, đây phải là trừ 2 bởi vì đây là cực đại trừ 2. Hiểu chưa nhỉ? Tức là AM trừ MB bằng trừ 2 lambda, lambda bằng 1, như vậy tương đương sang AM trừ đi MB phải bằng trừ 2. Đến đây em có tính được OI không? Nhìn nhá,
đây cũng chính là OI ấy thì đúng không? Em có cái đoạn AM trừ đi đoạn MB rồi thì tức là em có này căn của AM trừ B, tức là em có căn của AH bình cộng OI bình trừ đi MB là căn của gì? MB là căn của HB bình cộng OI bình và đây bằng trừ 2, đúng chưa? AH em có tính được không? AH tính được không? Có, bởi vì sao? Nhìn nhá, MN bằng 4 đúng không? Mà hình thang này hình thang cân, như vậy hai đoạn này bằng nhau này, đúng chưa? AB bằng 8, MN bằng 4, như vậy là tổng của hai đoạn này phải bằng 4, đúng không? Mà hai đoạn này bằng nhau nên mỗi đoạn phải bằng 2, như vậy em sẽ có AH bằng 2, tức là căn của 2 bình cộng OI bình trừ căn của HB là 10 trừ đi H, à đâu, 8 trừ 2 là bằng 6 cộng OI bình bằng trừ 2. Từ đây em có tính được OI không? Bấm máy tính là tính được OI, đúng không? Sau khi tính được OI rồi em thay trở lại đây là em sẽ tính được diện tích hình thang móc, hiểu chưa? Câu 29 tương tự không chuyện nữa. Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cùng pha có biên độ 4 tại hai điểm AB cách nhau 31. AB bằng 31 này. Biên độ A nhỏ bằng 4 này. Cho bước sóng là 12, lambda 12 cm này. Gọi ô là trung điểm của AB. Ô là trung điểm của AB. Trên đoạn OB có hai điểm MN cách O lần lượt là 1 và 4. Trên đoạn OB có hai điểm MN cách O lần lượt là 4. M này. N đây. Đây là 1 này, như vậy MN là 3. Yeah. Khi N có li độ 2 căn 3 thì M có li độ. Khi UM bằng 2 căn 3 thì UN bằng bao nhiêu? Đây xem, đây là UN. Thì UM bằng bao nhiêu? Bài toán này quen thuộc rồi. Bây giờ nhá, ở cái buổi học trước ta dạy rồi là muốn tìm xem UM bằng bao nhiêu khi mà UN bằng này thì các em phải tìm được độ lệch pha giữa M và N, sau đó các em dùng đường tròn, đúng không? Bây giờ tìm độ lệch pha, tìm độ lệch pha thì phải làm sao? Viết được phương trình sóng tại M và viết được phương trình sóng tại N, đúng không? Viết nhanh này. UM ấy sẽ bằng ký hiệu luôn nhé. Hai nguồn này cùng pha này thì ta sẽ có là 4 này và pha là bao nhiêu? Pha là trừ 2pi này nhân với AM này trên lambda cộng lại 4 này trừ 2pi này nhân với MB trên lambda. Biết điều này có hiểu không nhỉ? Biết là được bằng máy tính này. Đấy, thì đây là biên độ này, đây là pha do cái nguồn A truyền tới này,
đây biên độ đây pha do cái vườn b chuyển tới này, đúng không? Em thay số vừa tính xem cái này bằng gì, các bạn trinh lại xem đúng không. Được này, tương tự UB tính hộ xem nào, 4 này trừ 2pi này nhân nhầm đây là UN nhân với lại AN này trên lambda này cộng 4 này trừ 2pi này nhân với lại PN này trên lambda này bằng, nhớ đóng mở ngoặc đấy nhá, đóng mở ngoặc thì tính nó không bị sai. 4 này bao nhiêu, 5pi trên 12 đấy. Như vậy em đã biết được UM và UN rồi đúng không? Bây giờ độ lệch pha giữa M và N, delta phi MN bằng phi M trừ phi N bằng gì? Cái này trừ cái này trừ pi đấy đúng không? Trừ pi tức là nó làm sao? Ngược pha. Ngược pha thì em xem này, ngược pha thì cách thứ nhất em dùng tính chất này, nếu mà M và N ngược pha thì em sẽ có là UM này trên biên độ của M này sẽ bằng trừ đi UN này trên biên độ của N này, là từ đó em sẽ tính được UN thôi. Biết vì sao có cái này không? Biết sao không? Pha này có thế, ngược pha có dấu trừ không đúng không? Hoặc là em có thể dùng đường tròn, biên độ của ai lớn hơn, biên độ của N M lớn hơn hai cách ấy. Đây là A N, đây là A M. Khi U N bằng 2 căn 3, U N bằng 2 căn 3 hai căn ba ngược pha ra thì đây, đây chính là giá trị của gì, giá trị của UM đúng không? Góc này bao nhiêu? AN của em có là bằng, AN của em bằng 4, như vậy góc này là pi trên mấy? Pi trên 6. Pi trên 6 thì góc này cũng là pi trên 6 đúng không? Cái này là pi trên 6 thì cái đoạn này sẽ là, cái này sẽ là gì? Trừ trừ đi gì? Trừ 4 căn 3 nhân với căn 3 trên 2 đúng không? Đúng không? Chỗ này này. Như vậy nó bằng trừ mấy? Trừ 6, được chưa? Hoặc em dùng luôn công thức này phi ra luôn. Câu 31 tương tự thôi. Câu 31 tương tự câu 30. Nói hướng làm này, người ta hỏi là tại một thời điểm nào đó vận tốc của M1 có giá trị là bằng này, VM1 bằng trừ 40, thì người ta hỏi là giá trị vận tốc của VM2 bằng bao nhiêu gì? Cách làm này như cái bài 30 vừa chữa đúng không? Muốn thì tìm được tại thời điểm T VM1 có giá trị bằng trừ 40 thì VM2 bằng bao nhiêu, thì các em phải biết được độ lệch pha giữa M1 và M2 đúng không? Biết được độ lệch pha là em dùng đường tròn em ra thôi đúng nhỉ? Muốn biết được độ lệch pha thì lại làm sao? Viết phương trình đúng không? Ở đây em viết phương trình, em viết phương trình UM và viết phương trình UN đúng không? Thì cái độ lệch pha giữa UM và UN thì cũng chính là độ lệch pha giữa đây M1, M2, thì độ lệch pha giữa M1 và M2, UM1 và UM2 ấy, thì cũng chính là độ lệch pha giữa VM1 và VM2. Em hiểu không nhỉ? Đúng không? Bởi vì pha vận tốc bằng pha của ly độ cộng pi trên 2 mà, đúng không? Thế nên nếu mà em xét về V1 chẳng hạn, pi V2 bằng phi x2 cộng pi trên 2, thì em xét độ lệch pha thì mất pi trên 2 đi thì cũng như nhau đúng không?
Như vậy em chỉ cần tính độ lệch pha giữa UM1 và UM2, sau đó em dùng đường tròn để em ra thôi. Thì để làm được bài này, các em chú ý này. Đây mình giả sử bài chẳng liên quan với bài toán nhé. A này, B này. Ở trên đây chỉ có tầm 3 điểm thôi, được chưa? Được chưa? Bây giờ nếu mà M nằm trên đây ấy, M thuộc cực đại bậc 1 ấy, thì cái đoạn MB có bao nhiêu điểm? 4 điểm đúng không? Đoạn AM có mấy điểm? 2 điểm. Tức nếu mà tính cả M ấy, thì là 3 điểm cái gì? Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? 5 trừ 3 bằng mấy? Bằng 2. Như vậy M, nếu mà M thuộc cực đại bậc 1 ấy, thì MB sẽ hơn MA mấy điểm? 2 điểm đúng không? Bây giờ trực tiếp nhé. Nếu mà M thuộc cực đại bậc 2 ấy, thì trên MA có mấy điểm? 2 điểm. Trên MB có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trừ 2 bằng mấy? Bằng 4 đúng không? Như vậy em nhìn ra quy luật chưa? Nếu M thuộc cực đại bậc 1 thì là MB hơn MA là 2 điểm. Thuộc cực đại bậc 2 thì hơn 4 điểm. Như vậy để hơn 6 điểm thì phải thuộc cực đại bậc. Hiểu chưa? Đấy, cái này suy ra từ tổng quát. Suy ra từ trường hợp đặc biệt, suy ra tổng quát. Như vậy suy ra M thuộc cực đại bậc 3. Suy ra MB trừ MA bằng 3 lần lambda, tức là ta sẽ có MB là 25 trừ 16 bằng 3 nhân lambda. Như vậy suy ra lambda bằng bao nhiêu? Lambda bằng 3. Từ đó tính được F không? F bằng F bằng 50 Hz. Các bạn hiểu chưa?